bàn chân thế này. Em kê thành chức năng. Tuổi gì rồi? Link atm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplink atm.com. Hello anh em, mình chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em cái độ nhạy mà mình hiện tại mình đang sử dụng ở phiên bản mới 1.9 nha. Kể cả ở những cái phiên bản trước ấy thì mình cũng thay đổi độ nhạy rất là nhiều lần và anh em cũng hỏi mình cũng rất là nhiều luôn, nhắn tin hay là comment ở trên kênh mình nhiều lắm. Nên là hôm nay thì mình sẽ quyết định là làm cái clip là sâu độ nhạy. Và như anh em đã biết là trước mình có sử dụng cái con điện thoại iPhone XS Max mình đã chơi đấy, thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Còn mình cũng mới đổi qua con iPad mini 5. Anh em cũng hỏi mình thêm là hiện tại bây giờ thì iPad mini 5 còn sử dụng được không, thì mình xin phép trả lời là vẫn sử dụng bình thường nha. Có nghĩa là vẫn sử dụng chơi con game Boxy Mobile này rất là mượt luôn. Chip A12 thì phải, nên là với thời điểm hiện tại thì theo mình đánh giá là vẫn sử dụng được. Kể cả trong vòng 1 năm tới thì vẫn xài tốt nha anh em. Thì rồi, thì vấn đề quan trọng đó là vấn đề độ nhạy. Đây, mình sẽ cầm hai cây súng mà anh em xem anh em hỏi mình rất là nhiều, đó là M4 và Berry. Mình đều gắn tất cả các loại scope mình sấy nha. Đây đã, hai cái scope anh em quan trọng nhất đó là X6 và X4. Đợt này mình có chỉnh lại cái độ nhạy và sấy X4 rất là mượt, nên là nhiều anh em vẫn hỏi rất là nhiều. Đây mình sẽ chạy qua cái chỗ mà mình lướt top các idol đứng sấy đây, đứng ở đây và sấy ra đến ngoài này đây. Đó. Giống idol luôn anh em ạ. Không biết là tập làm idol có được không đây. X4 nha anh em. Đó. Mình thì không sấy nó đứng im một chỗ đâu. Mình nói thật luôn anh em nhá. Anh em lướt top anh em biết mình lướt rất là nhiều luôn. Mấy ông rồi ơi, zoom scope lên sấy toàn đứng im rồi. Nó cho mấy ông là nhất. Còn sử dụng phần mềm nhìn là biết ngay. Đây là anh em đừng có mà vào bênh. Nhiều anh em không biết như mình mà nhìn qua cái tâm nó giật kiểu gì là mình biết liền à. Sử dụng X6 và kèm thêm một cái file nào đó thì mình nói vậy thôi, chứ không nhiều anh em này vào chửi bênh các idol các bạn thì mình cũng mệt lắm. Đây game, mình nói thật luôn, game chả có cái ông nào thấy nó đứng im một chỗ mà nó không lắc đi, không lắc cái ngang, không lắc dọc cả. Kể cả ghim chân hay có cả ghim tay hay là ghizo hay là kể cả ghim thêm cả chân nữa, cho cả chân vào kéo thì nó cũng không thể là đứng mà đứng im được, nói thế cho nó vuông. Còn mình chỉ thấy được như thế này thôi. Đấy. Này cũng gọi là đủ để giết người rồi, chứ mình không màu mè thêm sấy như các idol được. Anh em xem thì biết là nó vẫn có thể, nó vẫn hơi giật sang bên ngang một tí nha.
Nhưng mà cái tầm này mà sấy nó hơi giật như thế thì tầm khoảng 10 15 viên đầu nó nét căng vào cũng là đi rồi, chứ đừng nói đến những viên sau. Bởi vì đa số là anh em nào mà ghim tốt là chỉ đến tầm khoảng 10 viên là địch chết rồi còn đâu nữa. Làm sao đến những cái viên thứ 20 đến 30 rồi là cả một băng được. Không cần phải đến những 30 đến 40 viên mà sấy như các idol 40 viên vào một chỗ đâu anh em. Đó là trình độ, gọi là trình độ của bốn chân chứ không phải là trình độ của người bình thường rồi. Đây là cái X6 thì không, X6 thì không thể sấy tầm đấy được. Sấy X6 cắm berry mà sấy tầm 300m, à 300-400m không mà nó này vip quá, sấy 100m thôi. Mình chỉ sấy đến tầm này thôi anh em ạ. Đấy. Đây là mình sấy cả băng nha. Cả băng chắc chắn là những cái cây đạn 7 thì cả băng không ghim được rồi. Chỉ tầm 20 viên đổ lại thì anh em có thể ghim được thôi, chứ còn khoảng đến những 20 viên đổ về sau thì nó giật tung nóc lên. Không chơi được. Mình sẽ đến tầm này thôi. Và anh em xin độ nhận mình thì mình cũng sẵn sàng để cho, chứ mình sẵn sàng để chia sẻ, chứ mình không làm idol, mình cũng không VIP pro như các dân chơi được, nên là trình mình cũng chỉ đến vậy thôi. Nào anh em nào mà xài được mà cùng hoàn cảnh thì có thể là tham khảo nha. Đây, sâu cái chi tiết độ nhạy. Rồi, anh em kéo chậm chậm lại mà xem nha. Mình vẫn có thể, mình vẫn sẽ ghim cho anh em cái code, cái code ở bên dưới nha. Thì độ nhạy mình đã chỉnh về từng cây súng rồi. Đây là độ nhạy tổng thể nha anh em. Cái độ nhạy tổng thể này thì em có thể cắt lại và xài. Còn đây là những cái thông số mà mình chỉnh từng cây súng một nha. Cái AKM này. Đó, anh em tham khảo từng cây súng nha. Dòng đạn 7 thì mình sẽ chỉnh chung, ví dụ như là AKM này, M762 này, Groza này, mình sẽ sử dụng độ nhạy chung nha. Và dùng đạn 5 thì mình sẽ sử dụng đạn chung đó. Mình sẽ chia làm những cái kiểu như là dòng súng đấy, chứ không phải là mỗi loại súng là một độ nhạy đâu nha. Như thế thì nó lại dân chơi quá, mình thì lại dân thường thôi, chơi dân thường thôi anh em ạ. Đó, anh em tham khảo nha. Rồi, nhất là về những cái mình là có sử dụng gyro nè, gyro nha, nên là những cái thông số ở phần gyro này là anh em chú ý cho mình. Nhìn tay thì anh em có thể là chỉnh vừa và tùy theo cái độ vuốt. Còn đâu gyro là bắn gyro là mình phụ thuộc vào gyro gần như là hoàn toàn, nên là cái thông số mới là quan trọng. Đó anh em thấy không? X4 mình để 350 này. X3 cũng 350 này. Z-Dot Holo thì mình để 400. Đây là cảm biến con quay này. Đây là cảm biến ADS thì mình đã chỉnh về rồi nha. Z-Dot Holo mình vẫn để 400 này. X4 thì mình chỉ để 250 thôi. Gọi là khoảng 250 đi. Thêm 1-2% thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Và X3 thì mình vẫn để 350 nha. X6 thì để 45 thôi. Rồi, đây là M4 này. M4 mình sẽ để khác nha. Kéo từ trên kéo xuống cho anh em nhìn này. Đó. X4 thì mình để 300. X3 cũng 300. Dưới này thì 300 và X3 là 270. Anh em đây là anh em cứ thử để gọi là gì nhỉ? Cái độ nhạy này mình đã sử dụng trên cả con iPhone và chuyển qua iPad mini 5. Những cái pin bản iPad cao hơn thì ví dụ như iPad Pro ấy, hoặc là iPad 12, 14 inch gì đấy, thì tại vì nó to quá nên là mình không thể sử dụng gyro được thì mình không biết. Nhưng mà trên con iPad mini 5, mini 6, iPad mini 5 và mới đây là iPad mini 6 thì sử dụng máy nó nhỏ gọn mà, nên là chúng ta gyro rất là bình thường thôi. Nên là mình đã test cả hai con, độ nhạy thì mình đều để như thế này và sấy rất là mượt luôn. Thì đó, như mấy cái pha highlight thì anh em mình có live stream ấy, anh em cũng xem rồi thì trông nó khá là ok. Nên là anh em nào mà đang chưa biết là cái độ nhạy mình ở đâu, hay là mình rất biết rất nhiều anh em đang lên YouTube rồi search những cái từ khóa như kiểu xin độ nhạy rồi xin code độ nhạy các kiểu luôn, anh em nào đang gặp cái trường hợp đấy thì có thể là tìm đến cái clip này thì xài thử cái độ nhạy mà mình đang sử dụng. Nếu mà hợp thì chúng ta đến với nhau, mà không hợp thì chúng ta cũng vẫn đến với nhau thôi. Nên là rất mong là anh em ủng hộ nha. Bây giờ thì clip của mình cũng ngắn gọn vậy thôi. Mong là anh em ủng hộ và đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.